Ông quý chủ. Ông nhập ra các mình to cái trong nhà ca này chế bị thi xâm nhà ca hay nâng bắt đầu bị thi ca chung từ đồng nàng thập lệnh nhá đồng bây mình nó ca trong ca mình to ca tăng thân mô đầy đầu cho phụ xã xây rung đi xong chừng Thank you, Mr. President. Sabrina, some Okun Lupitin. When we took our break, Cảm chiếp chế thực tay khăn ông ca chanh bình chia chạp luôn. Ấy lâu nếu khi ông nâng an sức đầy xâm rong tẹ tôn tôn nâng châm lai đầy lộ bàn xa lời từ xã châu khrom sư vương kết nô nhập nông bọt xin phía ai kia xa y bay lư mùi rồi buồn nâng nông thông phố khám máy xôn xôn pi xôn buồn xôn pram buồn English chiếp xa ông lê xôn xôn pi xôn buồn xôn 6
tại chặt tụng thật nhóm chơi vì phiền khá và chơi vì phiền khá nhóm vô khơi thật quát nông ca thưa ca nghĩa lô kia dùm phón bỏ hai chìa miên ca kết chân và mù lại ấy ban thà nhóm hiền thì dễ hiền vì phía xoắn thàn chẳng cứ priếp thiếp tàu nâng cửa xa môi để nhóm bầu ghi chốc nhóm miên bong buôn bàm nẹ chẳng có nhóm sổ chỉ rất bong nhóm thà nè ná ai khai mai âu khá ấy nè ná lùm mơ côn mai âu khá anh nhóm priếp thiếp cửa xa môi tối tê có cho lưu ca mơ khơi nâng ca vì phía đài ai chấm nay lúc kêu phón môn là khi nhóm dây thà quạt vơ ca đòi miên phiếp mặt chót mừng mặt nâng phây khlai anh ấy cho lưu ca vì phía bọc nhóm tê hay bờ sân chỉ ca vì phía nâng trâu có chặt thúc thà cho lưu mũ lực thàn trâu ai bờ khó có xôm lục thế anh chia sẻ là vẫn đang thấy việc buộc cao về phía về mình cho lư mù lật than ấy bằng luôn nó lời đấy là đi còn là về phía ấy nhóm đang có một ban đội ban bình chợ bị hàng đau hô hai rồi mà hai nhóm mình ban run nốc to tê và ban run nốc to nhóm về phía nâng mơ khơi màn tròn dừng lại tiếc tại đời xa đặc nhóm sẽ gió là run nốc tròn tí pí hay còn đặc khơi sẽ cam phía còn bị dừng ngay hay nhóm nốc mình chạy tiếc nhóm ai cho lời ca vật thiện bàn phần năng đấy mà anh ấy xông lô vật thiên chia sẻ lại xong sa phi nhà xong ở côn chấm po chấm lai đào bức sa đà bỏ lục nè ta lục trong nơi dây đôi mặt đây nó bây giờ lục nơi dây thà lục kêu xâm phón thà quạt miên ca prong prayat ông pi ca nghe rồi bỏ quạt ta lục trong nơi dây đôi mặt đây ông pi ca prong prayat bỏ lục kêu xâm phón nè ba cái nhóm nó nông sầm mai nắng cái nhóm mơ khơi bàn tách về phía bàn tách tại nấu bà màn chân nam cỏi bì bà mẹ gà ra rút chỗ bây chứ nhóm khơi thả nhóm riêng thông đà hay chắc đà chẳng nhóm mơ khơi ca thơ ca nghiệp bọc quát cứ về đôi thả quát mặt chọt chứ ra nà prong phẩy giặt chứ ra nà vầy vầy tầm ốc rụp giang quát thơ đôi thả hạ đôi chiếc lại lọt lôi chẳng và ấy có nhóm triệp thiệp tàu nâng chìm non bay nam để nhóm nô tôi nhú cứ mơ tàu quạt bà hạ bà hai là tại quạt ru nâu để nhóm man đăng đây hay để nhóm ru nâu mới quạt nó đôi thà quạt nó miên thiệp mọt chót mà bịa thà mọt chót lục thiên đăng hái cứ mọt chót ấy cứ mưng mặt chìm cuộc cả nghề lại khó vậy mà lại khó cả nghề trâu tại phước đời mọt chót chừng mà anh ấy anh ấy nhóm mình chạy chung lộ thiền chân Did you ever work for ta lúc lập thưa cả ở nôn chia rồi có thưa cả ở kia xâm phòn thế nông sơ mai căm bà chia bà chia thơ bà tài nô mà nông sơ mai căm chia thơ bà tài nhóm thưa cả chia ông cả rạng cà phê nồng tì cò muối nồi tròn tì pì trắng từ tua hôm nay son là thốc son là sốc sầm ra bờ giấy tấu cứ cò muối chi cần lấy rồi bỏ phổi phớt thấy nâu rò cà nạn nâu thưa cà nghe tầm ó mình tha tại lục nuôn chi lục ta yên rồi đi lục ta kêu tầm phòn đấy ao tại miền cà nạn nâu nắng cứ khang ông rãng từ tua khoa trâu khang từ bà đẹp hiệp mà tại ôi miên ca bẩm ra quạt to lực từ đau từ từ chạy rưu có mơ sốc gặp hiệp quạt ấy phải chạm ngay cứ nhau mà đài tê nhóm ca bia thì giàu ngay nè Did you ever talk
សំណួរតើលោកធ្លាប់បានយាយទៅកាន់លោកនួនជាឬក៏លោកខៀវសំផនដែរទេនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំអត់ដែលបាននិយាយប្រាយប្រុសប្រាយអីចំណេះណាលេងមួយគាត់ទេបាទដែល លោកក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាខៀវសំផនសំដកស្រង់ក៏រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចផងដែរតើលោកដឹងពីបញ្ហានេះដោយរបៀបណាបាទទៅតាមការវិភាគមើលសកម្មភាពរបស់លោកបាទដោយថាខ្ញុំប្រៀបធៀបដោយគ្រួសារមួយខាងដើមចឹងបងអឺក្នុងចំណោមបងប្អូនពលមិញអ្នកហ្នឹងបើសិនជា អ្នកមួយណាមានចរិតឬក៏បែបបទខុសគេក្នុងការបំពេញការងារក្នុងគ្រួសារគឺអាចដឹងហើយក៏មិនមែនបានន័យថាអ៊ំផ្សេងទៀតនឹងក្រៅពីលោកខៀវសំផនមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការងារនោះទេតែខ្ញុំមើលឃើញគាត់នឹងដូចថារៀងប្រឹកប្រែងចង់និយាយថាអញ្ចឹង មានការបំពេញការងាររបស់គាត់ក្នុងភាពទទួលខុសត្រូវនេះមើលពីចម្ងាយការវិភាគទេលោកតាមការវិភាគទេហើយបើត្រូវក៏ចាត់ទុកដល់ការវិភាគនឹងបានត្រឹមត្រូវបើមិនត្រូវទេខ្ញុំក៏ចាត់ទុកថាការវិភាករបស់ខ្ញុំគឺមិនបានត្រឹមត្រូវ After the សំណួរបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1976តើលោកខៀវសំផនបានភៀសខ្លួនដោយភ័យខ្លាចចេញពីប៉ុលពតពីនួនជាទេតើគាត់បន្តនៅជាមួយពួកគាត់ទាំងពីរនោះហើយធ្វើការឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនោះទៅទៀតដែរឬទេបាទរំឡងឆ្នាំ79ដែល បានភៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទលោកខៀវសំផនបានបន្តការរស់នៅបាទជាមួយប៉ុលពតនួនជាតទៅទៀតបាតទៅទៀតបាទគាត់បានភៀសខ្លួនទៅដល់ទិសដៅទៅដល់ឯព្រំដែននោះហើយនិយាយទៅគឺនៅជួបជុំគ្នាដដែលបាទ Do you know how many years Khieu Samphan continued to live and work in Pol Pot and Kampuchea after December 1979? សម្រាប់រឿងសូនសូនមួយស្លាមមួយនេះពេលនេះបាទសូមអរគុណសហភាពញ្ញាសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយតបគឺត្រឹមត្រូវគឺមានពេលព័ត៌មានមានកម្រិតតកតងទៅនឹងក្រោយខែមករាឆ្នាំ1976ទំនាក់ទំនងរវាងជនជាប់ចោតម្នាក់ម្នាក់ហើយនឹងការពាក់ព័ន្ធនឹងចូលរួមក្នុងចលនាដូច្នេះវិធិនៅក្នុងការចោតប្រកាន់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះដូច្នេះហើយ បាទត្រីជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីមិនមានមិនត្រឹមត្រូវទេត្រីជំទាស់គ្មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះសាក់សីត្រីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយតំណាងសាប្រញ្ញាអំបញ្ញមិញនេះប្រសិនបើលោកនៅចងចាំសំណួរ
But phanh ha sầm nua rồi bỏ lúc thiên này ban su mạnh mình ông pi và lúc khi sầm phớt đại ban phía luôn tranh pi nam bờ ra chân buôn pi nung pin tao ban tôi luôn nấu chỉ muối nâng bò phớt nuôn chi nâng to để tiệt tê à nhóm sợi thà con ban bản to cá luôn nấu nâng rồi hốt bà rồi hốt tôi đo nói cho nam thì nam chất bằng buôn rồi hốt đo nam cao sấp nhóm ban tranh bị phụ còn chẳng nhóm đăng thà qua run lâu còn to ban đo cho nam đăng cái tàu pram tận đo cho nam và việc tranh bị lùng pin tàu pram đo cho nam rồi phụ còn tàu lùng về nước nhóm mặt bàn tàu tiếp nhóm lâu lùng bay lên đi nói cho nam cao sấp và nhóm xong bên chị lục thiên phần năm Your OCR interview as for those who made minor mistakes, like sleeping on guard duty, they were subjected to refashioning their education, end of quote. Can you describe for the chamber how grades were refashioned, where they were sent, hơi ông ca khi tôi mở rồi nè, từng ông nút thừa vậy đây là con ca có sang cái luôn nè. Ba chi tầm lọp, nâng chi ba cả nó cứ đòi miền ca có sang tràn lực môn nâng thả đo nè đài miền mặt chế tham miền mặt phía đó tranh pi crom ông cả rạ tổ rốt nâu xuống mình tìm xây xây chăng môn nồng đỏ nâng tam nhom chăm mấy nhom nâu tì nâng cứ mình che tạt đỏ và đá tê hay có mình sầm rai đỏ lươn đây nên nhom chia vô tịch chôn đấy kì mà kì trâu trâu pel có sang trâu ăn xa trâu ăn lương nè mà chúng phụ nệ miên cũng ho đôi chì cho rụng diêm rồi có cho ca nghe vầy môi đè kì bộ cô chú nâng cứ đau cháu là cột cất đã đau lên hình chân tàu rứ cầu miên cũng ho như rúm về thà mân của rụp bình này rồi bỏ ông ca cả nắng kê trâu co sang tràn lực môn nắng kê dầm rạch thật đỏ đỏ chân tờ nâu xuống mình tìm xem xây nâng xuống mình chạy xuống lộ chân. Are you able to tell us in more detail how people were refashioned? Cái dụng này thằng ổn tư có sang luôn ọp rung lăng với những đôi rực biệp nà ổn thua vậy khá là? Nè đại miên cầm hồ nâu khăn ông bình tì ổng rạ nâng cứ dê rung ọp rung xa cho xa lỡ nâu rô cầm hồ bọc quạt cầm rục tràn xa bàn kì đọa chanh ấy tôi đo ti gần lại để qua trâu nâu nu nâng lâu lư gần lại nu nâng qua ruộng nâu hay kia trâu lột đom co sang qua rập biệp na tiết nhom mặt đằng tê tại còn thà nhóm lọ bàn chụp nè tầng on nâng tràn xa và chụp nâu chụp nia tiết về lại tranh tàu hái nâu chụp nia ở ca chụp nia nâng cứ nâu rò pê bòn còn nâu rò pê bòn tiền xây nông sầm mai nắng cứ dâng tay từ mù lên nó start là nó start đó từ mờ xị mờ sầu bại chẳng có nè ngon nắng chụp chẳng bạc nhom vậy thà cứ nè ngon nâu nâu rốt tê hay có mình đây vậy ai pi thiệp ngôn ngô cái thưa để luôn là cam pra u cẩm lăng rứ có đốt đom ấy có ở đây cứ sọc tục thò mặt đa để nhom bàn chụp nên nhom vậy cả phật
là nhân tôm ờ And when you say that you សំណួរទៅដល់លោកនិយាយថាលោកបានជួបពួកគេខ្លះនៅក្នុងឱកាសបុណ្យខួបផ្សេងផ្សេងនៅស្ថានអូឡាំពិកនោះថាតើតើវិធីបុណ្យអ្វីដែលលោកនិយាយថាបានជួបគ្នានឹងបាទពីដើមចូលឆ្នាំហើយពេលនោះដូចមានបុណ្យខួបបាក់អីចឹងទៅបាទតែមួយឆ្នាំដូចមាន2ទៅ3ដងខ្ញុំចាំមិនដឹងជាពិធីបុណ្យខួបអីខ្លះទេលោកធានខ្ញុំដូចតែមិនចាំបាក់ទេប៉ុណ្ណាបើមិន2ឬ3ដងដែលយើងត្រូវមានវិធីទៅទីនឹងឲ្យបានជួបគ្នាand when you សំណួរនៅពេលដែលលោកនិយាយថាការប្រកបពិធីបុណ្យនៅស្ថានអូឡាំពិកនោះថាស្ប៉ាស្ថាននោះទៅស្ថានណាមួយដែលលោកនិយាយសម្ដៅទៅរកនោះកន្លែងស្ថានចាស់នៅស្ថានចាស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងលោកហើយឡងដឹងស្តាតនឹងមានប៉ុន្មានខ្ញុំអត់យល់ដែរគាត់ណាកាលនោះស្តាតមាន6ទេOn the occasion of these anniversary celebrations, ប្រពន្ធខួបទវិខួបនោះតើឋានៈដឹកនាំនៃរបបនោះមានវត្តមាននៅទីនោះដែរឬទេបាទនៅពេលដែលទៅកំសាន្តអត់មានឋានៈដឹកនាំណាមួយទៅនៅទីនោះទេមានតែយុទ្ធជនយុទ្ធនារីទាំងអស់ដែលមានមុខនៅទីនោះអត់ដែលឃើញមានអ្នកដឹកនាំទៅទេThank you. សាភិញ្ញាសូមអរគុណហើយលោកក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតនៅឯកសារ002040538អង់គ្លេស EON002040661រហូតទៅដល់62ខាងចុងហើយនៅបារាំង EON005243774you made the following statement លោកបានឆ្លើយដូចខាងក្រោមនេះដកស្រង់ខ្ញុំអាចបានឮអំពីមន្ទីរស21ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសអំពីបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាបានឮមានទីតាំងសន្តិសុខនៅក្នុងភ្នំពេញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសថានៅក្នុងទីក្រុងឬក៏នៅជាក្រុងទីទេសូមបញ្ចប់សេចក្តីដកស្រង់សូមប្រាប់ខ្ញុំថាលោកដឹងដោយវិធីណាថាមានមន្ទីរសន្តិសុខនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះបាទការដឹងថាមានមន្ទីរសន្តិសុខនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំដឹងដោយវិធីវិភាគខ្ញុំថាត្រូវតែមានកន្លែងសន្តិសុខមួយហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថានៅបណ្ដាក្រុងឬក៏ជាយក្រុងគឺខ្ញុំមិនដឹងទេបាទអត់ដឹងទេតែគាត់នឹងដឹងតាមការគិតចាំមុខជាមានហើយបាទមុខជាមានបាទខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងដឹងតាមការគិតthe last issue that I want បញ្ហាចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់សួរលោកសាស្ត្រីនោះគឺ a statement ចម្លើយដែលបានឆ្លើយដោយពលពតនៅក្នុងសម័យបន្ទាប់ពីខែមករាឆ្នាំ1979ហើយនិយាយថាខ្មែរ002040454 English 00 អង់គ្លេស002040463 and French បារាំង005244776 in that part of your interview នៅក្នុងផ្នែកនេះលោកបានឆ្លើយថា made the following statement
Chúng xâm đọ sróng. Chúng bàn lư Pol Pot nì dây thà mê đặc nòm rồi bỏ dưỡng chạp tích nàm ở phòng rồi chất sập rám rồi đòn mẹ khả ra chất nàm phòng rồi chất sập rầm bốn. Bàn miền cầm học. Tụi bây chưa gọt mình bàn bình chia ôi xâm lạp rồi chì chuốn rồi phơi tổ rôn cam cả đói. Có dưỡng trâu tự tuôn khó trâu bố dưỡng chìa nẹ đặc nòm khăn ông âm lòng bê nụ. Mình chọc sẽ cái đó sợ rộng. Xâm nụ thật ta, nợ phê nà đà lục bàn lư, hỏi lư nợ cả lại nà đà lục bột nì dây bạp nì nụ. Khai phạm, nam chất bổng buồn, nì dây nâu lực nung của bàn, khai phô sạch, con dây bật mềm. สมนุนตาในนาคลาเมียนวัดเมียนในขนมแวะหรือก็การประชุมดาลปลดปลดในยีแบบนี้นู่นองค์ระดูกองค์ระให้จำนวนตั้งเต้ไปจีดอมมาพินเนี่ยกองระนู้คือเพื่อจะทำไมเต้ให้ดอมพินเนี่ยการนั่งไปประชุมเมียนการประชุมมวย Were there other leaders who were present when Pol Pot made the statement? Thank you very much, Saprinya Somokun, looks at say so we that look ban chim nai pil, chalai some nuo kim tiny, look at tin, kim and min, some nuo way, tete, kim some chop from me, some okun. Okun, not Saprinya. ជាបន្តអញបាទដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋប្រវិនីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងធនុនដេញដោលចំពោះសាក់សៃរូបនេះបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកសុខសៃចាំងក្រុមអង្គសាវនាការទាំងមូលមេធាវីដែលទទួលសិទ្ធគឺលោកមេធាវីហុងកំសួននិងមេធាវីបេនីយេសម្រាប់សួរលោកសាក់សៃរូបនេះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតសូមអរគុណ អរគុណអ្នកអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញមេធាវីទទួលសិទ្ធសួស្តីសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សីខ្ញុំបាទឈ្មោះហុងកំសួនជាមេធាវីតំណាងដើមមិនដឹងរដ្ឋពេលនេះសូមធ្វើការសាកសួរលោកសំណួរខ្លះៗបន្តពីសហប្រជាជាតិ ແລະຄະຈອງດັງຖາມຕຽນສຳນວນທີ1ຂ້ອຍຈອງສູ່ໂລກຖ້າຕະຕົງຈຸມួយນັ້ນឯກະສານສຸພີຂອງໂລກໄດ້ໂລກປະຣິຍາບານສັກສູ່ມາໃຫ້ຄືឯກະສານເລດທີ3ເລີມ104ໃນក្នុងຕົມປໍ កងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺពេលនោះចូលទៅក្នុងតំបន់រំដោះពីឆ្នាំណាដែរបាទស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមខ្ញុំចាំនៅឆ្នាំ73 74ហ្នឹងគឺ វិញតាម73មិនតាន់រំដោះទាំងស្រុងទេព្រោះនៅមានយន្តហោះទម្លាក់ច្រើនបេហាពីក្របណបាល់លេខជាដើមឡាក់គឺច្រើនណាស់ដល់ឆ្នាំ74យន្តហោះទម្លាក់នឹងដូចវាតិចហើយមិនមានទាហានលន់នល់មកដល់ទេគឺនៅតែទីរួមខេត្តនោះ74ហ្នឹង
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thật chất buôn cho ọt miên tế hiện mà nâu tê chất buôn ọt miên tế hiện mà riêng thập bạc tế chất buôn đã bật mà. Xong bây giờ dùn hóa có ọt mò tùm lẹ ấy bởi mát đây tạm phùm bởi chất bấy đứng chứa ơn bà nếch nhóm xong nhìn biếp lục tiếp. Xong mà cún xong nô xua tha ca chôl thơ bạc đề vọt rưu nẹ nòm chôl bạc đề vọt mình nê thà nòm lôc chôl bạc đề vọt bên nút คืออมรบอกลูกชมมอนแต่ลูกไอ้เป็นเจ้าจูนองสำนักการบันเทิงชมมอนจะอมลูกนั่งกอดเมียนมุกในตีถ้วยได้เป็นหรอก็มาตอนถลายตอบมาโคจีมนุษย์ธรรมดาที่ก่อกอดรู้นู้นนงบันตีคุ้มนั่งจีอาจารย์ประเทศชาติเจ้าให้ ก่อนมาโยกยมจีขโมยตั้งแต่รุ่นนู้นก่อนเมียนตัวนตีไอเต้สมกุลขนงการนอมโจนอมโลกโจเพื่อปฏิบัตินู้นตาอมรบโลกเมียนเป็นยุลโลกยุลดังปีหัดพอลในกาโจเพื่อปฏิบัติเป็นนู้นได้เต้ให้บัตรสัญญาเป็นยุลเป็นยุลปีตากาเพื่อปฏิบัตินั่งช่วยเนี่ยนาหรือก่อคอนโทรลเนี่ยนาจังนะเมียนได้เต้ นาการุอ่อนกอดก่อนแต่แผลไม่ยอมท่าอันโยอารมุ่ยตะนูมืออันโนมตีคุ้มเอาเวียเธอเนี่ยรสารุสบดไอจังเพราะอันเมียนไอที่เมียนอ่ะเป็นนั่งกอดแผลสมกุลนักน้องนี่ได้ลูกบานชลายจิมบุยสับเลียนยาคิมกลาสูบันไทม์ท่า นาบอนซามไปทัดนกพุ่มเพียเนียดใดบ้านสมกุลมาลูกบ้านสมโตยมเรียบจูนองสาวนาคาปีประกุฎหายได้ท่าลูกนกบ้านประหายแต่เหมือนชนามเตะตระบานพลาหมกนุ่มปิ้งแต่ไม่มาเทือกาจีกองกาปีนกองกระพริบกองมวยจำนวนแต่ขยมจองสู้ลูกคือนกนงจนหล่อ ลูกมุ่นนึงมาทเวกาโนกอมุ่ยนี่ลูกทาบานทเวกาจมุ่ยนึงปีจีปรอดหรือจมุ่ยปีจีจวนโดยลูกทาเป็นนกจับสังเกตมหาอีสำนวนระบอกย่อมกลายนี่จังสู้ทาได้ลูกอาอังทาลูกตะบานตะลึกตุ่มนุกจีปลายจมุ่ยปีจีจวนนึงสมเป็นเจ้าจูนองสาวนาคาบันเทิงทาตาลูกทเวลีลอมจมุ่ยปีจีจวนแต่มาดองหรือยังไหม Mà mình lê lòm thế, lương tầm nụp nó. Dương cháy chìa còn to mùi cầm nạt chẳng nâng kì bò phẩm án hay chìa chôn nâng mà cầm nạt tàu. Dương thư dù mùi kìa ta. Dương bò mẹ nâng khó kìa dương thư ọt lê lòm kìa tê dương thư đại trật lại. Thư đại trật lại chì quạt. Mẹ xa mò cún. การเทือกการเงียเลิกตุ่มนกจีปลายหรือก่อเทือกการเงียจวบจมูกนึงปีจีจนเป็นนกลูกบรรจับบานเตะถาตาระเบียบในการเทือกการเงียเงือบดีเดย์มองประหารประมาณไอจับดาวเทือกการหัวดาวมองประมาณตะหุบใบหรือมองประมาณตะสมระแต่ลูกมาจำบานเตะ บ้านยังจำบ้านปลาได้เปรอะคือจะไปมองประหารเจียผมเปิลผมใบที่ยังปานมือ
Và lúc đó mình toàn đọc ngay trọng thì trâu chụp xâm rạ ngay trọng. Thấy cha bị mong mùi rưu mong bí là hốt đó mong chết bỏ mùi là nghiệp. Và những thầu mình chụp ca nghiệp. Dạ xong mà con. Thưa xong bọn mà các tích mà như hùa tốt đó bị thua ca nghiệp cho mùi nó bởi chìa chuẩn hái. Lúc bàn chùm liếp chùn bàn chá lai chùm mùi nó sạp liền nhà bị bực mạnh đá nó không chùm nói chùm bí ca chùm liếp. ប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ទីប្រជុំជនឬក៏ទីតាំងដែលធ្លាប់រស់លោកធ្លាប់រស់នៅជាដើមលោកបានជម្រាបអង្គសាវនាការថាកន្លែងលោកមិនបានជម្រាបទេលោកបានឃើញតែប្រជាជនជម្រាបទៅតាមប្រជាលេខ3សំណួរខ្ញុំសួរថាតើពេលនឹងលោកជាកងតបនឹងនៅឈរជើងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3នោះទេដែលលោកឃើញប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានជម្រាបនោះ Chúng nó đã khơi về chia bờ rót phía phía tì cồng đồng bình mà lấy bay ha tam lâu lấy bay đứng khi ông nâu một tì khum một lời tê một toàn là màu con sọc tê té khi ông ban chi con từ mử khơi chia chôn chành tràn mê tam lâu lấy bay miền mỏ miền tô miền lá này lá nông tây tê hay đa hay tràn và nó nhom khơi nhom tầm mứ nhom ăn mấy chua chương đó cái nhom tầm mứ chỉ còn tầm mứ chanh bìm tì khum mới ngày để chọn đắng hay nhom chọn đắng chọn khơi và xong ở cún xong xong xuống lúc mình ta thì tiệt thà lúc đắng tháp ប្រជាជនដែលត្រូវបានជំនះនឹងដឹងដោយវិធីណាមានអ្នកណាប្រាប់ឬក៏មានការប្រកាសជាមុនអញ្ចឹងណាលោកដឹងដោយវិធីណាដែរបាទបាទអត់មានអ្នកណាប្រកាសទេគឺមកអ៊ុលអែលឯងមកពេញអញ្ចឹងមកហើយក៏លឺនិយាយតនេះថាជាជនភៀសមកទីក្រុងភ្នំពេញមកជនបន chẳng có nhẹ bao lông tôm mơ tôi ấy đâu à nam miền này rất sớm học quân tam ca sừng kê từ bờ lô để lục bàn chỉ còn tôm mơ nâng tá khơi miền ca từ tuôn đôi chia từ tuôn rìp chậm bay rồi có miền rìp chậm ពេតតាមផ្លូវអីទទួលប្រជាពលរដ្ឋនឹងដែរទេពេលនោះបាទនៅលើចំនួននេះគឺខ្ញុំអត់មានឃើញណាទទួលបាយទឹកអីគាត់ទេហើយក៏អត់មានឃើញពេតអីដែរឃើញគាត់ចុះពីផ្លូវបាយយើងមកឲ្យតែផ្លូវបាយ លោកលំចេញមកជាតិនឹងឃើញគាត់ចុះមកហូហែអញ្ចឹងមកហើយអត់មានណាទៅទទួលហើយទៅទួលបាយទឹកសាកសួរសុខទុក្ខអីទេខ្ញុំអត់ឃើញទេឃើញតែខ្លួនគាត់មកសុទ្ធហ្មងបាទអត់ឃើញមានបាទសូមអរគុណបាទសូមសួរបញ្ជាក់លោកកន្លែងនឹងតិច បើមិនមានការទទួលបាយទឹកឬក៏មានពេទ្យចាំទទួលទេតើពេលនោះមានពួកយោធាខ្មែរក្រហមនឹងគេនៅចាំឬក៏នៅអមតាមផ្លូវបង្កប់បញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរពីណាទៅណាទៀតដែរទេបាទនៅពេលនោះដូចជាមិនមានឃើញលោកធានវូឃើញតែគាត់មកអញ្ចឹងមក đôi chim mình miền khơi slope rưu thiệp mai hôm nay để thầy cho ỏi cọt màu tam đi tam nô ấy cứ ăn miền khơi rưu có nhóm về nấu mấy cái kịch mơ tàu về ăn chám kịch ở đó là vẫn là phê là nhóm đó nó khơi miền là sao mà quân តាមការសង្កេតឬតាមការឃើញរបស់លោកប្រជាជនដែលត្រូវបានជម្លៀសនឹងច
chỗ tổ tam lâu bay tổ tam phun khum nắng cất từ ruộng nấu đòi biếp nà đại thế lục bản đăng thế mà khơi cất ruộng nấu muối nấu tam sờ la riên tam quạt ấy chăng còn nấu đom đom chăng hay vì tiết nấu te chia phở rót dương lại nấu nông phun khum nắng à khơi ruộng nấu đom đom chăng không à khơi chăng đã xong mọc con lúc viên ban sân kết lực bình tiết âm bi sập trây rồng crua sầm ra côn rưu cầm miên tây pua rưu cổ ma rưu chà chà ria đã slap rưu có miên rô rưu ru rưu hốt đó slap anh chẳng lại thế mà phê về liên lúc nhom nấu tam đan bàn tay cho lúc còn còi pin bơ lắp ngay xem lê phô rót màu tam chôn là bọn nó nhom nấu tí khốn nó kết thân nấu bàn và hai là tè ở đòn mà khai sưu lúc nhom trâu là màu còn sọc và nấu là màu còn sọc mà rong nó cứ ru nấu mà đom nó ngọt miên phô rót ru nấu tê ngay bị phum chẳng nhom tam đan bây giờ về lia nâng cao sốc tục vào phở rộn nó cứ ban để trăm mưa khơi nhưng mà mình đo mà khai phong chẳng khi ông vào trăm mình ban cho nên hay đăng rương ban ở đây lộ phần đa số mà cún khi xâm xu lộ phần to thì tông bị cá phạt thì cái lại thừa cá là bỏ lốp một chỗ mà đo sốc sầm rau đầm ban sam bay mà đong nấu cái này lục thà từ đầu chôn mà chỉ còn toab sọc sầm rong rồi còn toab nó không được bắn sạm bay ta nấu cái này để lục căn cá thay nên miền cá này nón lục rồi còn ong cá rồi còn bạch thiên thom lục nó này nón ao lục bị nứt rồi còn tam đan bị chia chôn đại bàn chấm ly năng đại thế bạn ọt miền đi thì ọt miền đã xong ọt quân lúc ấy bình chạy bàn thế ca nghe là bao lúc chỉ tọa sở đọc rưu nó không là bàn xàm bay nâng lúc mục nghe ca nghe lúc thừa bay đấy nhóm chia cho tự chuẩn thòm ta bạn ọt quân khang cho tự chuẩn nâng khang mê bình chia ca rất thân ạ lơ rồi bỏ lốt bàn bằng quạp ôi thuê ca nghe bà chăm tháng ngày chia vay đại bàn. Bà tụ bây khá nhóm chia ca nô hả dụ tách mê cái đó nơi đã thuê ca đôi nô chả. Tàu lương tùm nô chi cho lái đôi kê nè chả chả chứ. Bà. Đã xong ạ quân. Nếu chỗ nó không xong đuôi đặc nhóm lực môn rừng chùm liệt hồn tịch mình hỏi cái tệ tôn chùm mùi nâng ca chọc thuê ca nghe chùm mùi nâng bà chìa chuẩn. Xong đuôi nhóm nâng xu bần to thà ta ca đã chọc thuê ca nghe đôi bà chìa chuẩn cầm lăng đôi mùi thông ní. Lục thuê rổ hốt tổ tuôn nâng môn bê phá lục mọc phân bình ca nghe có mùi lưu dòng mạnh. Bà rồi hốt, vừa rồi hốt tỏ đó là màu phụ bình. Sao mọc cún? Nó không cầm lông lúc thơ ca nghe hạ đôi chìa mà nó thông rồi có nơi chất, nơi chọp chìa mùi nó bị chìa chuôn bên nó. Ta lúc bạn đăng tế ẩm bì ca sầm rất sầm răng rồi có ca đọ rồi có ca
tam đan dục và chia chuẩn tham mây để cho nên nhiệt ca không được bóp luôn nó lại chập trên tao lúc miền đăng thế. Mà khá nó con tôi không rút nó mặt đống mà ớt nâu chọp thì môi nâng mùi than tê hay bê tôi thua cá chuộc nè nâu cả than nâng còn màu bị phùm khôm nát nhóm mặt đăng lấy tay tôi chuộc nè nâu lại cả than nâng tòa tàu bình đi tấu còn màu nó mất lực mà thua cá nghe bồn cảm nâng nó hay có ớt miên ấy tàu miên cá nghe ấy tam đan phụ bà nhà nâng tê luôn. ສະຫມອກຄຸນໂດຍສາລູກມີພາສາຖ້າມຸນໃນລູກມາພົນເພິ່ນຄືລູກນະຖືການຈອບລອບໂດຍຊິມະນຸດທົມ mà ở miền khơi lô có miền vọt cái hà nâu sọc thầm rau nóng miền vọt sạch sò hay còn tóc mà tàu thầm rạc nóng vọt nóng ở miền lô ở miền lô từ lúc bạn đăng tết thả lúc xong nóng vọt nóng tên nào ở tàu ba trong số phù rốt nó nâng có thà có sắp tăng vì non thằng kriếm nam chật bay chật buồn bà xong mọc quân xâm nô khi nhóm xung mì tiết đại xa lộp môn nâng phạc màu nọc nông bình ní cứ nâng trong chân nam bọn 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 rơi chật sắp nam rứ đam chân nam bọn 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 rơi chật sắp mùi ta nông trong chân nam bọn 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 rơi chật sắp nam rứ đam chân nam chật sắp mùi nâng miền ca bẩm mồ về chi chôn thay, rồi có về chi chôn đại chấm liệt pi ti trong đồng bình khai nền nền nó chạy tranh tàu cái lái nạp xe mà đong tiệt trong tili thông đại thế. Mà nó khơi miền thế, thì nó mình khơi. Mà sao mà con? Lần này chỗ mà không việc tỷ pi đại sự đây pi càng nghe là bao lâu mà nó không tỷ còn không bình chấm số cho thế để sao lúc bị nhà bàn số bàn chân ăn rồi mà hỏi lúc bàn chấm điệp ông sao na cam pi càng nghe là bao lâu chỉ còn cả pi rư ông kia nó không mình tỷ có mùi hơi trong cái đó mình mấy nít lúc về nhà bán xuôi lúc tại tông chỉ mua nương mình ti bằng bay rồi chặt sập ta lúc ấy mình chạy chun bán thế co muối nương mình ti bằng bay mình ti co muối nương mình ti bằng bay rồi chặt sập nương khó khăn nhất có đôi khi nè và tam bớt mình mê mình tí thế mình bày rồi chất chỉ cái xuông mà chỉ cái xuông mình bày rồi chất thế tam hiểm đăng ai mình tí cứ mình tí có mùi phù bày rồi chất đi vì miền tràn mình tí đôi lục bàn xua nhóm tài trăm mình tí nạc la chân vì miền đăng và màn tí thế nông bày rồi chất đi mà mình chia mình tí chỉ cái xuông và tam hiểm đăng chỉ cứ xuống tới cứ xuống bay rồi chất hay mình đang chia miên phần màn tí thế nó người khó khăn như lại nâng một bác sống học quân đại sa ca nghe lúc chỉ nè diêm cam nó hàng cao mình này thật nông chuan tỷ pi này cần lại đại ôm thưa ca nó có lại có mùi nè muốn nâng lục chôl tới thuê ca nó lại nâng ta miên ca bóng bẹ bóng bón rưu ca ọp rùm côl nử dụ bài bạc đi vọt đại tế.
បាទរយៈពេលហ្នឹងមានការឆ្លងកាត់ការធ្វើការងារជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃនៅទីហ្នឹងហើយការអប់រំມັນមានការងារអប់រំអីធំដុំទេជាក់ស្ដែងມັນដឹងជាឋានៈដឹកនាំតាមដានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងកម្រិតណាទេតែគ្រាន់តែថាយើងត្រូវឆ្លងកាត់ ការងារជាក់ដែរនៅទីហ្នឹងតម្រុំនឹងគេទុកចិត្តហ្នឹងក៏យើងត្រូវឆ្លងកាត់ការងារជាច្រើនហើយការអប់រំវាជាតែមានការអប់រំហើយបំពាក់បំពន់ណៃខ្លះៗនៅរាល់ការប្រជុំតូចក្តីធំក្តីទៅដល់ក្រុមអង្គរៈខ្លះៗជាពំខានទេត្រូវតែមានការអប់រំប៉ុន្តែណៃខ្លឹមសារនៃការអប់រំ ពេលនោះខ្ញុំមាននៅចាំបានតិចហ្នឹងវាសឹងតែមិនចាំបានដឹងវាកម្រិតនៃដែលជាថាហៅថាវិរៈប្រជុំនឹងដាក់ទៅលើប្រមាណខប្រមាណខឲ្យប្រធានឲ្យអង្គរៈទាំងអស់នឹងគឺភ្លេចអស់ហើយលោកមិនដឹងជាមានអីខ្លះខ្ញុំអត់ចាំតែការងារគ្រាន់តែចាំ ជាងគេចាំបំផុតគឺឲ្យមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នការពារតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំហើយឬបំពាក់បំពន់នៅលើផ្នែកអីផ្សេងៗដូចសឹងថាចាំមិនបានដឹងគេនិយាយពីអីខ្លះមិនដឹងយេរួមចាំបានភ្លេចឈឹងហ្មងបាទដល់សូមអរគុណខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំសួរលោកចេះថា ក្នុងនាមជាកងការពារត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឬក៏លោកថាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នតើន័យដែលថាប្រយ័ត្នប្រយែងប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងតើតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្មាំងអញ្ចឹងមែនទេខ្មាំងចូលអុកលុកឬលុកលុយអញ្ចឹងមែនទេ បាទចំពោះខ្មាំងមកចូលដល់ទីកន្លែង ដឹកនាំធ្វើការ អសុមអគុណលោកចំណុចរបស់ខ្ញុំតកតងជាមួយនឹងពាក្យថាខ្មាំងនោះតើខាងមេបញ្ជាការលោកឬក៏ថ្នាក់លើរបស់លោកនឹងបានអប់រំឬក៏បង្រៀនការកំណត់ថាជាខ្មាំងប្រភេទយ៉ាងម៉េចដែរទេមុននឹងលោកបានទទួលមុខងារជាអង្គរៈការពារនេះ បាទរឿងកំណត់ថាជាខ្មាំងគឺអ្វីដែលជាមនុស្សដែលមកបង្កអង្គលោកក្នុងមន្ទីរចង់និយាយថាយើងអត់ដែលស្គាល់សោះឬក៏គេកាន់អាវុធមកបាទមកអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែមានវិធានការទប់ទល់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកន្លងមកមិនដែលនិយាយរួមបីឆ្នាំនៅទីហ្នឹងមិនដែលមាន ព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងធំដុំឲ្យហៅថាមានសត្រូវពីក្រៅមកប៉ងកំទេចនៅទីកន្លែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺអត់មានទេគឺគាត់តែមានសុតប៉ុនពាក្យថាខ្មាំងគឺអានេះជាពាក្យមួយទេជាពាក្យមួយដែលយើងកំណត់ទៅភាគីម្ខាងម្នាក់ដែលជាសត្រូវរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏មិនដឹងថា វាប៉ះពាល់ទៅលើអីក៏អត់ដឹងដែរជាកំណត់ចឹងថាខ្មាំងឲ្យតែពាក្យថាមកវាយមកបំផ្លាញមកកំទេចគឺខ្មាំងហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នអ្នកហ្នឹងប្រយ័ត្នអ្នកហ្នឹងបើថាអ្នកហ្នឹងមិនមានមកហើយគឺអត់មានខ្មាំងពីណាទេសិតជាមិត្តទាំងអស់តែបើចេញថាមកបំផ្លាញកំទេចបាញ់បោកបង្កបញ្ហានៅក្នុងកន្លែងអ្នកដឹកនាំគឺអ្នកហ្នឹងសិតខ្មាំងពួកយើង កំណត់គ្នាចឹងហ្មងពេលគេមកវាយយើងយើងត្រូវតែវាយគេបាទសូមអរគុណបាទសំណួរខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់បន្តិចតើនៅក្នុងន័យដែលលោកពញ្ញុលខ្ញុំពាក្យខ្មាំងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរសួរអញ្ចេះសួរថាតើខាងមេបញ្ជាការឬក៏ថ្នាក់លើឬក៏អង្គការចំនួនផ្នែកក្រុមហៅអង្គការហ្នឹងមានពញ្ញុលឲ្យបែងចែកថាអ្នកណាជាខ្មាំងកាស៊ីបេដូចម្ដេចហៅថាខ្មាំងស៊ីអា
đồng thời học bật kệ gia chị đam chẳng mang yun chị đang miên miên người liên chẳng đại tế về nó ban ở miền đấy ở đại phường liên bị chung chẳng tế và số một con số nửa bọc nhóm số tẹt tông chỉ mùi nâng mình chỉ mùi nâng cò mùi nâng cò bay đại khăn nông ai xa sầm phi rồi bao lâu khăn nông ai xa ở bay mà rồi buôn đại lục địa nhà bàn chun từ lục nâng tẹt tông chỉ mùi còn lái đại om om sạ nấu trên chỗ thừa cả đại lục địa rập thà om om nâng ta miền à dụ và hai phần na lang tao rồi cò thạ na tao để hai om om nó mà việc ta ôm ôm anh ấy cầm ông ra thế để cầm nọ phụ quan mà nè để chỉ bị đặt nón đôi chi nuốt chi kêu sầm phòn yên thở đi bọt bọt nó cầm nọ cứ tụm lo to đi hào quạt ôm chân mỏ ôm ôm chân và bắt sầm ọc quần lúc nó không còn cả pìa nó này khẳng cao được cả tròn tỷ pì để lúc thả miền pê để lúc đá lên cho chân nằm ta lúc miền sẽ dạy phép đá lên nó không thì không không bên đó là khá đấy ba nhưng một trăm cái lệnh cho bà tí vẫn đa liên cái lệnh cho chứ ra bạc lan miền là bạc lan chú lên chân tâu hay lọc màu vĩnh màu mơ xa lọc bãi chân tâu nâu ta đây được nhóm bàn rịp rộp chân hay ai cái lệnh đã đa nó người ọt trăm cái nâng lâu nạc là lệnh nạc lá văn à nhưng bạn đa ở phía bình thì không đai chỗ lâu tội màu lâu thông ấy mơ ấy chân hô hai đây và nâu rõ bị bốn tiên nâng hãy cho bản năng nó thòm là đã xong một cuốn lúc ai bên chợ bàn tế thanh nó không bóp rồi có số máy máy hòm rồi hạ cam chiệp chiệp tập tay lúc ban chấm chiệp chun ông sạm na ca bị bực mình hái đời sa ca ruộng nó bỏ lúc thanh nó tại không thì không phun ping mà đại ban chợ tranh tàu chuẩn bóp rồi có tam khai tì nó không ai cả xa đã đai ở bấy lơ mà rồi buôn tệ tông chỉ mùi nừng để lục bàn thì gì vì mình đai bàn tôi tạm khát hay còn mình đai xong mê tôi lên tia nơi sọc tì tôi bay nước tia cả đầu lục ai mình chạy chung tới thay đấy đai lục mà nó thừa ca du chân nam hay lục mình xong mê tôi lên tia lục lục thì gì mình tham minh sẽ lấy phiệp đai tôi nước tia cả đầu và lục mình xong tại ai mình chạy bàn thế mà miền dưới phía ta cái ao đá trầm màn cầm nót chẳng về miền bồn tiền đang đò đò cả lại tàu té miền thang cái bật sật dưới ngầm đây lưu gọi tham bật thế tại ao hiền sông mà luôn nhau mà hiền sông mà tụ bay nực té nực bong nực ôn đấy ao hiền sông kì à quân ta lúc ai bên chợ bàn thế thả mù hạt ấy để lúc nực hai lúc mình hiền sông miền sảnh nhà đấy có miền ở với chia cầm ru chấm pua nè đại tôi lên tè thôi lúc mình hiền xong đại thế ba ở miền sài nhà miền cầm ru ấy thế lúc và nhiều rúm ở hiền đẹp nó hay nhiều rúm mình hiền xong kê đẹp nó đã xong một cuốn lúc ban chơi nấu ở sầm phe nó không ai cả sa đã đái phần tọt tiệt này cứ nó không chăn nằm ở pon bầm bồ đôi chất sập bầm bay lục tham miên nôm pang hốp tại khoa hàng co đã đái chấm này mà hốp miên cướp cuộn thì bực mình lục địa nhà ban xu sầm nuốt bỏ lục tao thả lục sập lục tan cọt ban cho tam khai mà vinh cọt ban thì dây pì riêng nó tam khai tới còn nó tam chuẩn bật
ta cái miền này dễ em pi chỉ vừa phìp rồi bỏ phải chia chun khoác khát rồi có đặt bu hình trang chun lục rồi bán đăng đại thế mà có đây là gì pi rừng khoác khát có đây rừng ọt liền rồi bỏ bùa rót rồi ọt đấy còn là thà quạt màu quạt bàn tàu nắng khơi mà khơi bùa rót hụt cái chẳng quạt lòm dây chẳng hay nhóm của chăm mà bị nâng hô tư ai dùm nói để thả qua ấy xe đưa ở đây lưu dây phó đại lưu dây phép xong một con bà xong 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 lúc tệ tông bị cầm hô thông quân mà anh mấy lúc bị nhà bàn dây bị cầm hô xa ឥឡូវនេះជាកំហុសធ្ងន់ម្ដងអ្នកដែលជាកងការពារនៅក្នុងក្រុមឬនៅក្នុងកងរបស់លោកតើដែលមានបាត់ខ្លួនឬត្រូវបានដកចេញដែរទេបាទមានបាត់ខ្លួននឹងដកចេញមានអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះ សមាជិកក្រុមដែលបានបាត់ខ្លួនឬដកចេញទេគេមានកំហុសធ្ងន់ប៉ុណ្ណាដែលត្រូវបានដកចេញនោះបាទឈ្មោះដែលដកចេញអត់ចាំទេលោកធានខ្ញុំអត់ចាំតែកំហុសធ្ងន់នោះមិនអីមានអីធ្ងន់ទេគ្រាន់តែថាខុសការអប់រំរបស់គេគឺច្រើនលើកហើយច្រើនលើកទៅអត់ស្ដាប់គេនៅដែលគេត្រូវ ផ្លាស់ប្ដូរមុខការងារហ្នឹងឲ្យទៅនៅកន្លែងផ្សេងវាអត់មានកំហុសអីធ្ងន់ធ្ងរក្រៅពីអប់រំមិនច្បាប់គេទេមិនច្បាប់គេនិយាយមកគេកសាងច្រើនលើកទៅមិនច្បាប់គេគេដកចេញអត់មានធ្ងន់ធ្ងន់ទេលោកអត់មានធ្ងន់ទេណាហើយអត់ចាំឈ្មោះអ្នកអស់ហ្នឹងគាត់មកមកសកលខ្ញុំមកច្រើនតែភ្លេចអស់នេះហាសំណាក់មកពី บ่อน3 3 ม.ระยะ3ឆ្នាំអស់លីនៅខ្ញុំ3 4នាក់ហ្នឹងបាទគេចេះថានេះហ្នឹងធ្វើគាត់ដោយគេអប់រំມັນស្ដាប់ទៅគេចេះថាដកហូតហើយមកចំនួនទៀតមិនមែនថាខុសទេដោយមកដល់ហ្នឹងហើយត្រូវមានមុខការផ្សេងផ្សេងទេតម្រូវឲ្យទៅធ្វើដូចជាជាងឡានជាងអីទៅបាត់អស់មកចំនួនទៅប៉ុន្តែអត់ដែលមានកំហុសគេហៅថាមិនធ្ងន់ឬក៏ ថាធ្ងន់ទៅនេះមិនអាចគឺអត់ស្ដាប់គេនឹងគឺមានចំនួនតិចទេតែភាគច្រើនមានការងារចេញហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ជាមកជាមួយខ្ញុំ53ម៉ោងហ្នឹងបាទមានតិចទេកម្រិតអ្នកដកចេញដោយអប់រំស្ដាប់មានតិចទេបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសួរលោកបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងអ្នកដែលលោកបានដឹងពាក្យថាក្បត់ នេះមិនមែនជាសមាជិកក្នុងក្រុមទេខ្ញុំក៏សួរបន្ថែមខ្លីទេតកតងជាមួយនឹងអ្នកដែលគេមានឋានៈខ្ពស់ជាងលោកដូចជាឈ្មោះសែមឈ្មោះប៉ង់ឈ្មោះយ៉នជាដើមតើការប្រកមិញលោកបានបដិសេធពាក្យថាប្រកាសប៉ុន្តែក្នុងការសម្ភាសថាប្រកាសទោះបីប្រាប់ផ្ទាល់ក៏ដោយតើអ្នកដែលមកប្រាប់លោកនិយាយអំពីអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានឈ្មោះសែមមានឈ្មោះប៉ង់មានឈ្មោះយ៉នជាដើម ដែលលោកជឿជាក់ថាប្រហែលជាស្លាប់នឹងមានសញ្ញាអីដែរដែលលោកជឿជាក់ថាប្រហែលជាស្លាប់បាទពាក្យថាស្លាប់គឺតោះបាត់ឈឹងទៅចាប់បាត់ខ្លួនគាត់ទៅហើយអត់ឃើញត្រឡប់មកវិញជាការគិតទេថាប្រហែលជាស្លាប់បាទប្រហែលជាស្លាប់ បាទសូមអរគុណបាទនៅក្នុងពេលដែលមានប័ណ្ណសមាជិកក្នុងក្រុមឬក៏ប័ណ្ណមេធំជាងលោកទៅហើយដែលមិនត្រឡប់មកវិញតើលោកមានការភ័យខ្លាចខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែរទេបាទខ្ញុំមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទប្រុងប្រយ័ត្ននៅការរស់នៅជាពិសេសក្នុងការរស់នៅបាទខំបំពេញ
ca nghe đại kỳ bà cô chú nói bàn là ca dây đây ở miền chi bà thò trầm trâu dây rốm lẹ gần nạ xâm bát cổ rụp gia cứ nhông bà chát mà bị bố bị thả bà chát việc khai dây miền bà tạ ca đối đại kỳ trâu dô chanh miền cầm hốc con ấy xây cái đỏ chanh nó cứ khai lái khom và khai trái khom mà nhung và con lụng bây giờ ví con sẽ xây lên đi đập pin sầm rạ hai anh em cả sầm rạ một pin để tí anh chạp về pin thì tôi tới mong bay xong một trường chiều bay nhưng mà to cái sầm rạ cá sầm rạ cá con trai rót ba tơ la cá rót rót ba cái loại sầm rạ nơi tôi cùng chăm từ mẹ sạ giấy đo sạ giấy đúng đấy nơi không mong mong pin chụp sầm rạ thằng ngồi chơi quất từ lọ một căn cái lại đo từ khay cam được nông bộ tốt tạm là cả thì vĩnh đều bị liền mỏng bầy lại cho